Chiều ngày 19 tháng 7 tại Hà Nội, đoàn công tác của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với tập đoàn về khảo sát phục vụ thẩm tra dự án luật điện lực sửa đổi. Ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, tập đoàn đã báo cáo đoàn công tác về tình hình thực hiện quy định pháp luật lĩnh vực điện lực và các ý kiến của tập đoàn liên quan đến dự án luật điện lực sửa đổi. Trong đó, quá trình tổng kết luật điện lực hiện hành, xây dựng chính sách, đề cương luật điện lực sửa đổi, các dự thảo luật, tập đoàn đã có báo cáo ý kiến góp ý để Bộ Công Thương xem xét tổng hợp, tiếp thu bổ sung các quy định nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc. Kết luận buổi làm việc, ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường của Quốc hội, ghi nhận và đánh giá cao báo cáo của tập đoàn về tình hình thực hiện quy định pháp luật lĩnh vực điện lực và các ý kiến của tập đoàn liên quan đến dự án luật điện lực sửa đổi. Đồng thời đề nghị tập đoàn tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đóng góp ý kiến cho dự án luật điện lực sửa đổi theo góp ý của các thành viên đoàn công tác, trong đó tập trung vào các vấn đề như quy hoạch, đầu tư phát triển các dự án điện, an ninh năng lượng, an toàn điện. Phát biểu tại buổi làm việc, thành viên Hội đồng thành viên tập đoàn Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn đoàn công tác đã chia sẻ với những khó khăn vướng mắc trong hoạt động điện lực nói chung của tập đoàn nói riêng. Tập đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn công tác để hoàn thiện báo cáo và các kiến nghị góp ý cho dự án luật điện lực sửa đổi.